hình ảnh trong lễ tang Lâm Nguyễn, người ấy là ai? Thông tin Mỹ Nam từng tham gia người ấy là ai, Lâm Nguyễn đột ngột qua đời đã khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Trưa ngày 9 tháng 5, thông tin Mỹ Nam từng tham gia người ấy là ai, đồng thời là chuyên gia Made Up đồng hành cùng hàng loạt sao Việt, Lâm Nguyễn qua đời đã khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Lâm Nguyễn ra đi ở tuổi 31 sau thời gian ngắn chống chọi với bạo bệnh, để lại nhiều tiếc nuối. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên trong lễ tang của Lâm Nguyễn đã được chia sẻ. Cụ thể, lễ tang của Mỹ Nam người ấy là ai được diễn ra tại nhà riêng. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã gửi những vòng hoa viếng thay lời chia buồn đến gia đình Lâm Nguyễn. Trước đó, sau khi qua đời, người thân đã hé lộ bức tâm thư cuối cùng mà Lâm Nguyễn viết trên điện thoại 2 ngày cách đây. Trong thư, anh gửi lời cảm ơn đến những khách hàng, nghệ sĩ đã cho anh cơ hội được đồng hành xuyên suốt thời gian qua. Lâm Nguyễn viết, tạm biệt mọi người, Lâm về với Phật trước ạ, đây là lá thư cảm ơn những người anh chị em, khách hàng, nhãn hàng. Cảm ơn vì mọi người tin tưởng đặt lịch em trong suốt mười mấy năm qua. Cảm ơn anh Isaac, SCT, Will và cả anh Dung và cả rất rất nhiều anh chị em từ người mẫu, diễn viên và cả kiếp nữa. Tiếp theo là cảm ơn mẹ và cha, cả nhà đã cho con cuộc sống này. Mặc dù con là đứa ương bướng. Cảm ơn tới đây, em xin phép gửi về các bạn hiện tại hoặc quá khứ lời xin lỗi nếu Lâm làm bạn buồn. Và cảm ơn vì từng là bạn của nhau, anh xót xa gửi lời nhắn nhủ sau cùng trước khi qua đời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.